3 mũi trừng phạt phương Tây nhắm vào Nga. Phương Tây áp loạt biện pháp trừng phạt với Nga theo 3 mũi nhắm vào hệ thống tài chính, doanh nghiệp và giới tinh hoa nhằm tăng sức ép với Moscow. Sau khi kiên quyết loại bỏ phương án can thiệp quân sự trực tiếp, Mỹ và các đồng minh phương Tây đang tập trung vào các biện pháp trừng phạt nhằm tìm cách cô lập Nga với hy vọng tạo sức ép đủ lớn để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo định nghĩa của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Tổ chức Tư vấn về Chính sách Đối ngoại Mỹ và Quan hệ Quốc tế có trụ sở ở New York, lệnh trừng phạt là biện pháp cắt quan hệ thương mại hoặc tài chính nhằm phục vụ mục đích an ninh hoặc đối ngoại. Đây là chiến thuật được áp dụng phổ biến để ngăn các cuộc chiến tranh tổng lực nổ ra. Daniel Zienchinsky, luật sư chuyên về tranh chấp thương mại và luật tài chính tại Florida, cho rằng Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu EU đang tập trung vào 3 mũi chính khi áp đặt loạt biện pháp trừng phạt đối với Nga. 1. Loại Nga khỏi các hệ thống quốc tế. Mũi trừng phạt đầu tiên của phương Tây nhắm vào các cơ quan tổ chức thuộc chính phủ Nga, điển hình là lệnh cấm một số ngân hàng Nga tiếp cận SWIFT, hệ thống liên lạc tài chính toàn cầu phục vụ các giao dịch quốc tế. Trước khi lệnh trừng phạt được áp đặt, việc mua bán dầu giữa Nga và Mỹ được thực hiện thông qua SWIFT. Nếu bạn loại một quốc gia khỏi SWIFT, về cơ bản bạn đang nói rằng họ không thể tham gia vào mạng lưới thương mại quốc tế. Gichinsky nói, thêm rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử một nhóm nước đưa ra động thái trừng phạt này, Nga về cơ bản đã bị loại khỏi nền kinh tế quốc tế. Phương Tây cũng nhắm vào kho dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Nga. Cơ quan này đang nắm giữ số ngoại tệ và vàng trị giá khoảng 630 tỷ USD, nhưng một nửa trong số đó đang được gửi tại các ngân hàng nước ngoài. Ngân hàng Trung ương Nga giờ đây không thể sử dụng số tài sản này để hỗ trợ nền kinh tế trước các đòn trừng phạt. 2. Cắt quan hệ với các doanh nghiệp. Cắt quan hệ với một số doanh nghiệp và ngành công nghiệp của Nga là hướng trừng phạt thứ hai của phương Tây. Với lệnh trừng phạt này, bạn tuyên bố sẽ không mua bán hàng hóa với các doanh nghiệp đó, bạn cũng sẽ không làm ăn với bất kỳ ai giao dịch với họ, Gichinsky giải thích. Đó là ý định của Tổng thống Joe Biden khi ông đầu tháng này thông báo Mỹ sẽ cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Lệnh cấm này sẽ ảnh hưởng tới hoạt động nhập khẩu dầu, khí tự nhiên hóa lỏng và than đá từ Nga. Vài ngày sau đó, Mỹ tiếp tục cấm nhập khẩu hải sản, rượu vodka và kim cương từ quốc gia này. Xuất khẩu hàng cao cấp sang Nga bao gồm đồng hồ, ô tô, rượu cao cấp cũng nằm trong danh sách cấm của Mỹ và một số đồng minh châu Âu. Nhà Trắng ước tính nhóm hàng xuất khẩu này có giá trị lên tới 550 triệu USD mỗi năm. Những biện pháp trừng phạt này có thể xem là rất cứng rắn, theo Zekinsky. 3. Trừng phạt giới tinh hoa. Mỹ và các đồng minh phương Tây ngày càng tăng cường sức ép với nhóm tinh hoa Nga thông qua các biện pháp trừng phạt cá nhân. Đây là hình thức hiếm được sử dụng nhất trong các loại trừng phạt, nhưng là biện pháp rất khắc nghiệt, Zichinsky cho hay. Những người bị Mỹ và phương Tây liệt vào danh sách trừng phạt là các nhà tài phiệt, tỷ phú, được cho là có quan hệ thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Họ ủng hộ các chính sách của ông ấy, Zichinsky nói. Khi bạn trừng phạt những người giàu có này, sẽ là một tuyên bố rất mạnh mẽ. Mỹ, Anh, EU và Canada đã đóng băng tài sản của nhiều tài phiệt Nga và cấm họ tiến hành hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ. Một số nhà lập pháp Mỹ cũng hy vọng sẽ thông qua luật cho phép chính phủ liên bang tịch thu tài sản trị giá trên 5 triệu USD của tài phiệt Nga như bất động sản và du thuyền. Trước Mỹ, một số quốc gia đã có biện pháp tương tự, trong đó có Pháp, nước đã tịch thu siêu du thuyền trị giá 120 triệu USD của tài phiệt Nga Igor Sechin. Tranh cãi về hiệu quả. Câu hỏi mà nhiều người quan tâm là liệu 3 mũi trừng phạt trên của phương Tây có phát huy hiệu quả với Nga như các lãnh đạo nước này kỳ vọng hay không? Giới chức Điện Kremlin nhiều lần lên án các lệnh trừng phạt của phương Tây, đồng thời tuyên bố ông Putin sẽ không bị ảnh hưởng vì không có bất kỳ tài sản nào ở nước ngoài. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cũng thừa nhận rằng Tổng thống Nga không quan tâm đến các lệnh trừng phạt nặng nề mà phương Tây đang áp đặt với Moscow. Có nhiều cách để Nga thoát ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt như sử dụng các hệ thống thanh toán quốc tế thay thế cho SWIFT và sử dụng nguồn ngoại tệ vàng dự trữ của quốc gia, dù các nước phương Tây đang nỗ lực để ngăn kịch bản này. Nga không phải bên duy nhất chịu những tổn thương từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Giới chuyên gia dự đoán chúng có thể ảnh hưởng tới hàng loạt quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là những nước vốn phụ thuộc nhiều vào lúa mì hay khí đốt của Nga. Sự thống trị của Nga trong thị trường khí đốt và dầu mỏ toàn cầu mang tới đòn bẩy quan trọng để nước này đáp trả các lệnh trừng phạt bằng cách hạn chế nguồn cung cho các quốc gia khác. Đây được coi là nguyên nhân chính khiến châu Âu ngần ngại áp lệnh trừng phạt dầu khí với Nga do phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung từ nước này. Sau lệnh cấm dầu Nga của Mỹ, giá dầu thế giới đã tăng kỷ lục hồi đầu tháng 3, kéo theo giá kim loại, năng lượng và thực phẩm tăng theo, dẫn đến tỷ lệ lạm phát cao ở một số nước, trong đó có Mỹ. Tổng thống Putin ngày 23 tháng 3 thông báo sẽ tiếp tục bán khí đốt cho các nước kém thân thiện với Nga, nhưng không chấp nhận euro hay USD mà yêu cầu thanh toán bằng đồng rút. Các nước bị liệt vào danh sách kém thân thiện với Nga bao gồm Mỹ, các thành viên Liên minh châu Âu EU, Anh, Nhật Bản, Canada, Na Uy, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Ukraine. Nga cũng đã cấm xuất khẩu hơn 200 mặt hàng cho tới cuối năm 2022, gồm các sản phẩm trong lĩnh vực viễn thông, y tế, xe, nông nghiệp, thiết bị điện và gỗ. Tổng thống Putin hồi đầu tháng này khẳng định các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ chỉ khiến Nga trở nên mạnh mẽ hơn. Các biện pháp trừng phạt này sẽ được phương Tây áp dụng trong mọi trường hợp, có một số rắc rối và khó khăn, nhưng quá khứ đã cho thấy chúng tôi vượt qua chúng và giờ chúng tôi sẽ tiếp tục vượt qua, ông Putin nói. Cuối cùng, tất cả điều này sẽ dẫn đến sự tăng cường độc lập, tự cường và chủ quyền của chúng tôi. Phát biểu tại Nghị viện châu Âu,
đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell cho biết sẽ rất đáng tiếc nếu không đạt được thỏa thuận nào khi các bên đang tiến rất gần tới một thỏa thuận. Tuy nhiên, không thể đảm bảo các bên sẽ đạt một thỏa thuận. Theo ông Borrell, hiện đang có vướng mắc về yếu tố thế chấp là tư cách của một số tổ chức của Iran bị coi là tổ chức khủng bố vẫn chưa được giải quyết. Điều này có thể khiến đàm phán rơi vào bế tắc. Hiện Tehran đang yêu cầu loại bỏ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khỏi danh sách các tổ chức khủng bố của Washington. Ngoài ra, ông Borrell cũng cho biết điều phối viên của Liên minh châu Âu về các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, ông Enrique Mura, đang di chuyển giữa Tehran, Viên và Washington để cố gắng tìm một giải pháp thu hẹp bất đồng trong đàm phán. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng Singapore và Mỹ đang có các mối quan hệ quốc phòng song phương vô cùng khăng khít và bền vững, và đây là những nhân tố chính giúp quan hệ đối tác giữa hai nước vững mạnh. Về phần mình, Bộ trưởng Austin khẳng định sự hợp tác quân sự giữa hai nước từ lâu đã giúp đảm bảo an ninh trong khu vực và sự hỗ trợ của Singapore dành cho các lực lượng Mỹ là điểm tựa cho sự hiện diện của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoài ra, hai bên đã thảo luận việc mở rộng hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực như an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và huấn luyện chung, cũng như trao đổi quan điểm về các diễn biến trong khu vực và trên thế giới, trong đó có tình hình tại Ukraine. Dự kiến Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ gặp Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris trong ngày 29 tháng 3 theo giờ địa phương. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ muốn thúc đẩy hợp tác với Singapore trong nhiều lĩnh vực, bao gồm duy trì tự do hàng hải, thúc đẩy sự bền vững của chuỗi cung ứng và đối phó với biến đổi khí hậu. Trong buổi công bố đề xuất ngân sách tài khoá sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, Tổng thống Biden cho biết Mỹ muốn thúc đẩy hiện đại hóa quân đội nhằm đảm bảo vị thế hàng đầu của quân đội Mỹ. Nếu được thông qua, ngân sách quốc phòng tài khoá 2023 sẽ cao hơn 4%, tương đương 31 tỷ đô la so với ngân sách quốc phòng tài khoá 2022. Chính quyền Tổng thống Biden cũng dự định chi 81,7 tỷ đô la trong 5 năm tới để ứng phó với các đại dịch trong tương lai. Trong đó, 15 tỷ đô la sẽ được tài trợ cho vaccine, xét nghiệm và điều trị, 40 tỷ đô la cho việc phát triển và sản xuất vaccine, phương pháp điều trị và xét nghiệm nhằm vào các mối đe dọa trong tương lai, và 28 tỷ đô la còn lại để thúc đẩy năng lực phòng thí nghiệm và lực lượng lao động y tế công cộng. Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng đề xuất đánh thuế đối với những hộ gia đình có tài sản hơn 100 triệu đô la, đảm bảo những người giàu nhất nước Mỹ sẽ phải đóng thuế ít nhất 20% tổng thu nhập, qua đó giảm thiểu khoản thâm hụt ngân sách lên tới 1,3 nghìn tỷ trong năm 2023. Theo đó, COVID-19 sẽ được coi là bệnh đặc hữu tại Tây Ban Nha. Giới chức Tây Ban Nha đã dỡ bỏ yêu cầu cách ly 7 ngày với những người mắc bệnh nếu không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ. Những người này được khuyến nghị đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc gần với những người dễ chịu tổn thương nhưng vẫn được phép đi làm. Hình thức làm việc từ xa vẫn được khuyến khích áp dụng khi có thể. Các biện pháp kiểm soát sẽ tập trung bảo vệ nhóm trên 60 tuổi hoặc có bệnh nền có nguy cơ cao trở nặng nếu nhiễm virus SARS-CoV-2. Những người khỏe mạnh và ít tuổi hơn không cần phải thực hiện xét nghiệm PCR để xác nhận tình trạng nhiễm bệnh. Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết đã thiết lập các cơ chế duy trì cảnh giác với dịch bệnh ở cấp độ châu Âu và tiếp nhận cũng như chia sẻ thông tin dịch bệnh tại Tây Ban Nha cho các báo cáo và tài liệu nhằm đảm bảo luôn theo sát tình hình dịch tại Liên minh châu Âu.